production. Yêu thì cũng đã yêu ngồi hết trọn thanh xuân. Thương thì cũng đã thương lòng lại dân co đừng dậy chân chân. Nhưng sự thương này em đây không cần nên người đi đi. Em đây không tiện đừng nói yêu em là vô điều kiện. Thôi thôi biến đi anh đừng có phiền. Hôm qua anh vào khách sạn với ai? Anh còn nhớ hay không anh nhị phòng 302 có đúng không anh? Em nói đâu sai ở người chi kỷ bắt tặng tay mà còn chối cãi. Theo em nghĩ anh đã hết xài bài văn mẫu mà anh dọn dặn. Em nghĩ đến lúc ta phải kết bài cho tâm lại là em gái mưa mà nó đưa thì anh lại đầy nước mắt đưa tình ở trước mặt em. Đâu có mù mà em đây không thấy chỉ là giả vờ để xem kịch bản hay người sẵn sẵn có phải thật hay. Ôi mà em phải công nhận anh có năng khiếu thấu hài thật đấy. Tao hài lô làm phải tới liền bị lý do và đi con một ai. Với tư cách là thằng anh trai thì quan tâm nó có gì là sai. Thôi nè em tặng một vé anh cho nó đi cái mát danh phận. Làm cái bóng của em như vậy em cũng thấy tội cho nó đôi phần. Thật yên cầm cho em ngày qua đã mang cho anh tất cả chân tình. Vậy mà anh trả lại em là sự khôn nạn con kẻ bạc tình. Cơ mà cũng thật buồn cười vì tôi từng xem cô như em gái ấy. Vậy mà cô trả lại tôi là cô cấp luôn cái thằng bạn trai. Thật uổng công cho em ngày qua đã mang cho anh tất cả chân tình. Vậy mà anh trả lại em là sự khôn nạn con kẻ bạc tình. Cơ mà cũng thật buồn cười vì tôi từng xem cô như em gái ấy. Vậy mà cô trả lại tôi là cô cấp luôn cái thằng bạn trai. Thôi thì nói gì cũng vậy nếu em cần chỉ đây cũng biếu. Dắt tay nhau mình đi về một hướng. Em với nó có giải thích nhiều mất đi một thằng khốn nạn cộng thêm một con điếm rẻ tiền thì có gì mà phải hối tiếc khi cuộc đời là một thước phim. Ngoài đường thì hỏng điếu trai sao em cứ thích xài hàng dùng đại. Nó thì giờ chỉ đã vứt rồi em coi nhặt lại có rác mà nhai. Mà nè chỉ nói thật nghe kịch bản rồi sẽ lặp lại lần hai. Em cũng chỉ là một ván bài một khi đã phơi thì mình say bay. Nói thì nói vậy thôi chứ cũng chúc em ngàn lần hạnh phúc. Giữ cho thục chọc em mà đừng để bản thân đi vào ngõ cụt. Với bản chất của kẻ lân nhân thì chạm những chân vẫn còn trên ngang. Một chân mà đã đạp hai thuyền cố đi mãi em có thấy đấy sao. Mà dù sao cũng cảm ơn em đã cho chị thấy lòng người giả tạo. Ai năm trời cùng nhau tần tạo cũng không bằng mẫu cáo giả mạo. Bấy nhiêu thôi thì cũng đủ rồi chúc hai người hạnh phúc về sau. Còn bây giờ thôi chị xin rút những vị trí cho em thế vào. Thật uổng công cho em ngày qua đã mang cho anh tất cả chân tình. Vậy mà anh trả lại em là sự khôn nạn con kẻ bạc tình. Cơ mà cũng thật buồn cười vì tôi từng xem cô như em gái ấy. Vậy mà cô trả lại tôi là cô cấp luôn cái thằng bạn trai. Thật uổng công cho em ngày qua đã mang cho anh tất cả chân tình. Vậy mà anh trả lại em là sự khôn nạn con kẻ bạc tình. Cơ mà cũng thật buồn cười vì tôi từng xem cô như em gái ấy. Vậy mà cô trả lại tôi là cô cấp luôn cái thằng bạn trai.